Đây là huy chương khi hai người đàn ông cùng chung một mục tiêu. Nó rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn cô bảo quản nó. Thích anh ta hay là thích anh? Một câu hỏi quá vô vị, tôi không trả lời. Em không trả lời coi như là em thích anh. Hồ nước của anh và em vẫn còn đấy. Em mà bỏ trốn, anh sẽ nói cho cả thế giới biết em là vợ chưa cưới của anh. Dung Hàm là vợ chưa cưới của tôi. Thẩm Văn Đào, chờ chút kích thích đi. Nếu như anh sợ thì nói ra, nếu không thì chẳng có gì vui cả. Liệu trái tim cô sẽ hướng về ai? Mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo bộ phim Vẫn Cứ Thích Em, 11:35 từ thứ Hai đến Chủ Nhật trên TTV. Rốt cuộc là anh muốn gì? Thật không ngờ anh em Hà Hãn cùng những người bạn đưa thương hiệu rượu của nhà họ Hà trên thị trường. Điều quan trọng nhất để ủ rượu chính là phải lựa chọn loại nho thích hợp nhất. Anh yên tâm đi, đã có em với Hiểu Hiểu, nhất định sẽ làm sản phẩm mới một cách tốt nhất. Nhưng những khó khăn liên tiếp xảy ra, liệu họ có thành công? Đều đã bị chặn hết rồi. Tư Kỳ, ngày mai con với Hà Hạn qua đây một lát. Bác có chuyện quan trọng cần bàn với các con, nên bà quyết định sẽ bán trang trại rượu. Càng không ngờ sản nghiệp cuối cùng của nhà họ Hà cũng không giữ được. Nếu như anh và ba thật sự muốn bán trang trại này đi, em sẽ ủng hộ. Hà Mộ nói đã nếm thử loại rượu này, chất lượng rất tốt, nhất định sẽ thắng được. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Hạnh Phúc Xin Đưa, phát sóng 17:30 hàng ngày trên kênh TTV. Kế hoạch trả thù từng bước được thực hiện. Em bí mật gửi thông tin này cho một tờ báo. Em hiểu. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Phải chăng nó đã trở về? Trong lô hàng chỉ có một vài loại thuốc cấm lưu hành. Còn những thứ bột trắng đó chỉ là ma túy giả. Còn nói thiệt, nếu tôi muốn mọi người chết. Đón xem Khi Người Đàn Ông Trở Lại, phát sóng 20:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy trên TTV. Mọi người tỉnh táo giùm tôi đi. Lâm Hiên giúp Tự Hào vượt qua những khó khăn. Lần này giám khảo chính của cuộc thi, ông Thẩm Kiến Quốc và vợ đã gặp tai nạn trên đường tới đây. Cả hai người đều không thể qua khỏi. Những người yêu thương và quan tâm tới tôi nhiều nhất đều không còn nữa rồi. Anh vẫn còn giám đốc Thiền, còn chị của anh và cả tôi nữa. Mọi người đều rất quan tâm đến anh. Tôi không cần sự quan tâm của các người. Cô mau đi đi. Đừng như thế nữa. Đừng mà. Cuộc chiến giữa Thiền Lệ và Nhất Mạn vẫn không ngừng diễn ra. Tôi chỉ là người thực hiện thôi. Tóm lại, nó muốn thế nào? Giám đốc Thiền, thật ra bà biết rất rõ là dù có mở phiên tòa thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng nếu lần này có thể thuận lợi thì tôi sẽ chiếm được niềm tin của Nhất Mạn. Đấy không phải điều bà muốn à? Giờ tôi về đây cũng phải xin phép gì à? Tất nhiên là không. Con về là tốt rồi. Cô à, mau đem hành lý của cô chủ lên phòng đi. Vâng.
tòa án đã thụ lý vụ kiện rồi. Thế nên bây giờ tôi vẫn có quyền sử dụng căn nhà này. Em có nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để đề nghị chuyện hợp tác không? Dù sao thì chú em cũng vừa mới qua đời. Đấy là chuyện cá nhân, em sẽ không để tình cảm của mình xen vào chuyện làm ăn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bộ phim Cuộc Chiến Rượu Vang phát sóng vào 21:40 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Trên thương trường, ai cũng cố lừa gạt lẫn nhau.